sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Một Linh Hồn Đàn Bà của tác giả nhà văn Lê Văn Trương. Tác phẩm được phát hành tại Hà Nội năm 1940. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4. Có một người có thể cứu vớt tôi, nhưng người ấy cũng vì chán nản mà sinh ra chơi bời cờ bạc như tôi. Người ấy là mẹ tôi. Con trai thế, con dâu thế, cảnh gia đình thế, còn hồng gì về tuổi già, thì âu là cứ chơi cho nó khuây, đến đâu hay đó. Có lẽ mẹ tôi nghĩ thế, nên mẹ tôi đâm ra cờ bạc, một thứ mà xưa kia mẹ tôi rất ghét. Mẹ tôi cũng bị thua, mẹ tôi cũng bị công nợ, mẹ tôi cũng phải xoay sở lần hồi như tôi. Trước chơi để cho khuây, rồi sau thành mê. Mẹ tôi cứ cơm xong là đi, nhà cửa thế nào mặc, chẳng ngó ngàng tới nữa. Mỗi tháng mẹ tôi buộc tôi phải đưa cho mẹ tôi 10 đồng. Không có số tiền ấy cho cụ thì cụ làm nhà cửa. Trong 3 tháng trời mẹ tôi đi đánh bạc, tôi đi đánh bạc. Vợ tôi thì cứ sáng là ra nhà bố mẹ đẻ, đến tối mới về. Nhà tôi thật là cái nhà hoang, để mặc cho thằng xe, con sen muốn hoành hành thế nào thì nên thế. Nhiều bữa không có cơm ăn, tôi và mẹ tôi đánh mỗi người vài bát phở rồi lại đi. Nhiều khi mẹ tôi đi đánh bạc 5-6 ngày không về đến nhà, mà tôi cũng chẳng để ý đến. Mới đầu tôi đi chơi khuya, vợ tôi hỏi thì tôi nói dối là lại nhà anh em chuyện gẫu. Sau dần dần tôi cũng liều đi chơi suốt sáng. Cái đêm đầu tôi đi chơi suốt sáng tôi lo lắm. Khi về tôi chỉ sợ vợ tôi rầy la. Nhưng không, tôi về đến nhà đã thấy vợ tôi ăn mặc chỉnh tề, sắp sửa đi ra nhà bố mẹ. Vợ tôi thấy tôi chỉ cười nhạt. Khá đấy. Rồi vợ tôi xuống thang, lại nhà bố mẹ ở hơn tuần lễ. Mỗi tối cứ 7 giờ tôi lại đón về nhà. Nhưng từ khi tôi mê chơi thì mặc, muốn về bao giờ thì về, mà đi đâu thì đi. Vợ tôi đối với tôi cũng thế, đi đâu mặc, vợ tôi cũng chẳng thèm hỏi. Một điều khiến cho vợ tôi càng thù ghét tôi là có mang được 5 tháng thì tôi truyền sang cho vợ tôi cái bệnh tình ghê gớm. Nếu không tốt thuốc, nếu không có sẵn tiền thì có lẽ nguy cả mẹ lẫn con. Vợ tôi vì lòng tự ái nên không nói cho bố mẹ biết. Lúc vợ tôi đi khám đốc tờ biết rằng mình bị truyền độc, vợ tôi khóc thảm thiết. Khi tôi về thì vợ tôi liền ném cái chén vào mặt, rồi vợ tôi dí cái đơn thuốc của đốc tờ vào tận mũi tôi. Đồ khốn nạn, mày làm hại cả đời bà. Tôi biết mình có lỗi nên không dám nói gì, tôi chỉ chối. Thế mà còn chối được thì thật là quân khốn nạn không biết chừng nào. Tuy tôi chơi bời cờ bạc, thuốc phiện và gái, nhưng tôi vẫn chơi lẫn lúc, không dám cho bố mẹ vợ và vợ tôi biết. Nhưng đã chơi bời thì còn giấu ai được, nó như cái dùi ở trong bọc lòi dần ra. Thứ nhất, ở trong cái tỉnh nhỏ mà mỗi người sẵn sàng là một phóng viên nhà báo, mà người ta không còn cách gì giết thì giờ thú vị hơn là bới xấu nhau, thì lại càng chống tiếng tăm lắm. Bố mẹ vợ tôi biết chắc chắn là tôi chơi bời bê tha, liền cho gọi tôi đến mắng một trận tàn nhẫn. Rồi hình như cũng biết vì con gái mình hỗn láo mà gây nên cái nông nổi ấy, hai cụ liền bắt vợ tôi ở nhà không cho đến nữa. Tối hôm ấy vợ tôi hỏi đến tiền lương, mà từ khi cãi nhau với mẹ tôi, vợ tôi không thèm giữ nữa. Tiền lương thì tôi còn đâu, tôi còn nợ hơn 300-400 bạc là khác. Đốn đến thế thì thôi, từ tháng sau phải đưa cho tôi đủ, không thì chẳng ra thế nào đây. Tuy công nợ bo biếu, nhưng tháng ấy vì nể sợ tôi cũng đưa cho đủ. Mẹ tôi không thấy tôi đưa số tiền 10 đồng cho, liền làm tán loạn nhà cửa. Vợ tôi thấy thế liền vớt ra 10 đồng bạc đưa cho con sen đem xuống, rồi cười một cách khinh bỉ. Mẹ cậu với cậu giống nhau. Tôi công nợ nhưng vợ tôi vẫn chưa biết. Tháng ấy không thể lấy tiền lương để trả, tôi lại đi vay chỗ khác để trả những món cần.
biết nhà vợ tôi giàu, người ta vẫn tin tôi. Nhưng tôi vẫn ngay ngáy sợ. Một ngày kia vợ tôi biết, tôi định bụng vay một món tiền, đánh một canh bạc thật to. Nếu phất thì trả cho hết rồi ở nhà. Nhưng rủi cho tôi canh ấy tôi thua hơn 200. Ngày hôm sau thấy tôi về nhà với một bộ mặt bơ phờ, vợ tôi liền chỉ vào mặt tôi bảo: "Từ giờ tôi cấm cậu không được đi đâu." Bây giờ thì đã muộn rồi, cấm cũng đã không được nữa rồi. Tôi cần phải xoay để trả nợ, tôi cần phải chơi vì tôi đã mê. Từ đấy vợ tôi làm đủ tình đủ tội mà tôi cũng cứ đi. Rồi thì lương tháng tôi cũng không đưa cho vợ tôi nữa. Ngăn cản không được, vợ tôi dùng một chính sách cực tàn nhẫn. Hai bữa không để phần cơm tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi la hét thì vợ tôi trả lời: "Không đưa tiền lương thì lấy gạo đâu mà thổi cơm." Xưa kia lúc mẹ tôi không chơi bời, vợ tôi còn nể. Nhưng từ khi mẹ tôi cờ bạc bê tha thì vợ tôi không nể nữa. Mà mẹ tôi biết rằng mình trái cũng không dám làm già với vợ tôi nữa. Không có cơm thì tôi và mẹ tôi ăn phở. Thật không có cái cảnh tượng gì nhục nhã cho bằng. Mẹ ngồi đầu bàn ăn phở, con ngồi đầu bàn ăn phở để trừ cơm. Trong lúc con sen, thằng xe cứ đi đi lại lại xung quanh. Nhưng tôi và mẹ tôi đã đến cái thời kỳ quá mù ra mưa, không còn biết gì là nhục nữa. Ăn xong tôi cắp mũ đi trước, thì mẹ tôi cũng cắp ô đi sau. Sự chơi bời bê tha làm cho người ta mất nhân phẩm. Tôi thấy rõ ràng ở những thái độ của bạn bè đối với tôi. Lúc ấy đã đến cái lúc tôi vay đâu cũng không được, mà những món nợ chồng chất lại đã nhiều. Người ta đòi hỏi riết lắm, không có tiền trả, nhiều bận, tôi bị nhiếc móc thậm tệ. Nhưng biết làm thế nào? Bấy giờ tôi đi đâu cứ phải lẩn như trạch. Người ta biết tôi sợ vợ, người ta dọa đến nhà đòi vợ tôi. Lúc ấy tôi phải hạ mình lại van người ta như một con vật. Tôi đã không còn biết cái gì là danh giá, là nhân cách nữa. Tôi chỉ nghĩ có độc một cách xoay tiền để đánh bạc, để chơi gái, để hút thuốc phiện. Xoay được 5-10 đồng thì tôi xốc đĩa, ít xì. Vài ba đồng thì tài bàn, tổ tôm còm. Có 5-3 hào thì tôi đi hút. Thuốc phiện dần dần đối với tôi là một sự cần dùng. Được bạc hay thua bạc, tôi cũng cần phải hút mới yên ổn trong người. Ngoài giờ làm việc, tôi thấy cần dùng phải đánh bạc, phải hút thuốc phiện. Tôi ở nhà thì như kẻ bị tra tấn. Vợ tôi tìm hết cách để ngăn ngừa nhưng vô hiệu quả. Chán rồi vợ tôi cũng để mặc. Được thả lỏng tôi lại càng đắm đuối. Tôi dùng đủ các cách để xoay tiền. Tôi ăn lễ của dân, tôi chạy việc cho họ. Có khi túng quá tôi lừa dối, tôi dọa dẫm họ để lấy tiền. Từ một thằng bé ngoan ngoãn, chỉ một năm trời chơi bời đã làm tôi thành một kẻ thân tàn ma dại. Tôi lại không biết tôi là thân tàn ma dại mới cay đắng chứ. Thì ra người ta ngửi mãi mùi hôi rồi không thấy hôi nữa, làm mãi điều xấu rồi không biết rằng xấu nữa. Túng tôi xoay, không xoay đâu được, tôi ăn cắp của vợ. Hay tôi hạ mình xuống hỏi xin nó một vài đồng như một thằng ăn mày. Nó sỉ vả tàn tệ, tôi cũng không cần, miễn có tiền thì thôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi hỏi xin nó 5 đồng thì nó liền hỏi tôi: "Có phải cậu bắt đầu thực hành cái chính sách đào mỏ thì cậu bảo tôi?" Tôi nhăn nhở cười cười nói: "Có 5 đồng thì đào mỏ đào miết gì. Lại mở cho tôi cần lắm." Có lẽ vì không muốn nghe những lời lại vang, nó chứng tỏ cái nhân cách của một thằng chồng khốn nạn. Nó vất ra ngay. Rồi từ đấy, lúc 1 đồng, lúc 2 đồng, tôi cứ xin luôn. Cho 5-7 lần rồi nó không cho nữa. Mỗi lần tôi hỏi xin, nó phủi áo đứng dậy, quay mặt đi. Có một lần tôi cần tiền quá, vì tôi đã hẹn người ta đánh tổ tôm. Nó quay đi, tôi cũng cứ tiến lại, lải nhải: "Lại mở cho tôi, cho tôi một lần này nữa thôi." Tôi hỏi mãi, nó cứ lặng im. Lặng im tôi cũng cứ hỏi. Bỗng nó quay lại: "Lấy bàn chải, chải đôi giày nhung kia đi, rồi tôi cho." Chẳng chần chừ, tôi cầm bàn chải, chải giày cho nó. Chải xong tôi đem lại trước mặt: "Thôi đây, đã lâu rồi, cho đi." Nó móc túi vất ra 3 đồng bạc, rồi vật mình xuống giường khóc:
khốn nạn đến thế này là cùng. Nó còn nói gì nữa tôi cũng chẳng biết. Tôi đã lõn xuống cầu thang ngay rồi. Tuy thế nhưng từ đấy tôi không dám xin nữa. Tôi ăn cắp. Trước tôi còn ăn cắp 1-2 đồng, sau 5-10 đồng. Trước nó còn ngờ cho con sen thằng xe, sau nó biết là tôi thì nó liền giữ việc chìa khóa, thành ra tôi không thể làm gì được. Tôi cần tiền, cần tiền để trả nợ, để chơi, để hút. Cần quá tôi đâm liều. Tôi nghĩ bụng, mình có lấy của nó vài trăm thì bất quá nó cũng chỉ rầy la mình, chứ nó làm cốc gì mình được. Ấy thế là một hôm bị mấy món nợ cần họ thúc, tôi liền đặt làm một chiếc chìa khóa giả. Rồi thừa lúc nó đi vắng, tôi mở tủ lấy 200. Lấy xong tôi đi biệt 3 ngày không dám về. Ngày thứ tư lúc ở tòa ra, tôi thấy nó đứng lù lù ngay ở đấy. Thấy tôi nó liền quát, cậu về ngay. Rồi nó túm lấy tôi toan làm dữ. Tôi sợ anh em chê cười liền lại vang, thì mở để tôi về, rồi muốn làm gì thì làm. Về đến nhà nó túm lấy tóc tôi, cứ mặc mà tát, tát chán mỏi tay, tôi mặc kệ. Từ đấy bao nhiêu đồ vàng và tiền nong nó đem gửi hết ở đằng nhà bố mẹ. Tôi được tin vợ tôi đẻ con trai trong khi tôi đang đánh tổ tôm. Nhưng vì chưa hết hội mà chẳng ai chịu chia tiền, nên tôi phải ngồi lại rốn đánh cho hết hội. Về tới nhà hỏi thằng xe thì mới biết mẹ tôi cũng đi từ chiều chưa về. Thế có những ai ở trên gác? Chỉ có cụ Phán Bà, vú em và con Sen. Thế sao lúc mợ dở già mày không đi gọi tao? Con đi tìm cậu mãi không biết ở đâu. Con phải lại nói với đằng cụ Phán để cụ sai người đi gọi đốc tờ và bà đỡ. Mãi sau con gặp ông Phán Di mới biết cậu đang đánh tổ tôm ở nhà ông Ký Suý. Không hiểu sao lúc tôi được tin có con, tôi chẳng mừng một chút nào. Lúc ở nhà Ký Suý về, tôi lại băn khoăn bởi những ý nghĩ ăn mày. Tôi cho nếu không vì hấp tấp tôi đánh sai một cây thì ván bài cuối cùng thế nào tôi cũng ù vét nọc. Những ý nghĩ ấy về đến nhà mới biến hết, bởi vì đã có những ý nghĩ hèn hạ khác xen vào. Tôi lo bị mẹ vợ tôi mắng, chỉ lo bị mắng thôi, chứ trong lòng tôi lúc ấy không có một chút gì thương con thương vợ cả. Đây, cậu cả về mà xem con, rõ thật là dai nhé. Không thấy mẹ vợ tôi mắng, tôi mừng quá. Tôi chạy lại nhìn cái cục thịt đỏ hỏn mà người ta bảo là con tôi. Rồi tôi lại gần giường vợ tôi. Thế nào, mợ có mệt không? Vợ tôi cứ nhắm mắt không giả nhời. Mẹ vợ tôi nhìn tôi một lát rồi sẽ bảo, một suýt nữa, giá tôi không mời đốc tơ lại kịp thì có lẽ nó chết rồi đấy, cũng không ai biết. Vợ gần đến ngày đẻ mà bỏ đi chơi suốt ngày đêm thì cậu thật là tệ. Thế cụ nhà ta đâu? Tôi buộc lòng phải nói dối. Mẹ con đi lễ. Lễ gì mà gần 12 giờ chưa về? Thôi tôi biết hết cả rồi. Thế này thật là nhà tôi vô phúc. Nhà mẹ vợ tôi có vô phúc hay không thì chưa rõ lắm, chứ quả tình cái cảnh vô phúc của gia đình tôi thì thật đã rõ rệt. Câu nói của bà Phán làm cho tôi nghĩ ngợi. Tôi sợ dĩ nghĩ ngợi, có lẽ là vì trái với mọi lần mẹ vợ tôi dùng một thái độ ngọt ngào chứ không mỉa mai sỉ vả như trước. Lúc ấy tôi thấy hối hận, tôi liền nắm tay vợ tôi đưa lên môi hôn. Tôi xin thề với mợ, từ nay tôi không đi đâu nữa. Vợ tôi đã mệt lử, cũng cố rặn ra được một câu. Thề gì? Thề cá trê chui ống ấy. Rồi vợ tôi nức nở khóc. Bà Phán thấy con khóc, vội vàng trèo sang giường vợ tôi dỗ dành. Thôi con thương thầy, thương mẹ, thương con đừng có nghĩ ngợi. Máu gái đẻ, nhỡ một cái thì khốn. Lúc ấy tôi thấy lòng tôi bồi hồi cảm động. Tôi nhìn con tôi đang khóc the thé, tôi nhìn vợ tôi mặt tái nhợt. Tôi nhận rõ thấy cả cái trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Tôi tự mắng tôi đã quá chơi bời hư hỏng. Nhưng được một lúc tôi bỗng thấy đầu tôi choáng váng, chân tay tôi rời rã, mồm cứ ngáp luôn, còn chân thì cứ đứng không vững. Thì ra tôi đã mắc nghiện, mà tối hôm ấy tôi chưa được hút. Mỗi tối cứ đánh bạc xong là chúng tôi kéo nhau lại nhà một người quen để hút. Lúc ấy tôi cũng chưa tin hẳn rằng tôi bị nghiện. Tôi cởi áo rồi đi nằm, nhưng cả đêm tôi thấy mình mẩy đau dần.
lắm lúc ngực như tắc thở, khiến tôi vừa chợp mắt đã phải vùng dậy để thở. Sáng hôm sau tôi thấy người tan tác, bước đi không muốn nổi, mà mỗi lần ngáp thì nước mắt nước mũi cứ ràn rụa. Tôi mặc quần áo lần lại giường vợ tôi, hỏi thăm qua một câu, rồi bảo xe kéo thẳng lại nhà thằng Pháo. Thằng Pháo là một tên ma cô chuyên nghề gọi gái, trong nhà có sẵn bàn đèn. Nhìn thấy bàn đèn, tôi hắt hơi một tràng đến hơn chục chiếc. Hút được chục chiếc thì bao nhiêu cái mệt nhọc rời rã như rụng hẳn ngay đi. Thôi chết rồi, tôi đã mắc nghiện. Chính cái lúc tôi hối hận muốn bỏ sự chơi bời thì tôi thấy mình bị giam trong lao tù của ả Phù Dung. Trước kia vì đêm nào cũng hút nên tôi không thấy biết gì hết. Cuộc chơi bời đã gieo hạt, ngày nay đã đến lúc bành trướng. Tôi muốn thoát ra thì liền nhận thấy mình bị xích. Trưa hôm sau mẹ tôi mới về. Tôi trông thấy mẹ tôi thì tôi bực lắm. Giống người vốn là giống không biết lỗi mình, chỉ biết lỗi người. Tôi bực với mẹ tôi mà chẳng tự biết rằng sự chơi bời bê tha của mẹ tôi là tự tôi gây nên. Mẹ tôi nghe tin vợ tôi đẻ, lên gác ẵm cháu được một lúc thì đã thấy có người gọi. Mẹ tôi xuống thang, tôi giữ lại. Bà không ở nhà coi cháu, định đi đâu đấy? Mẹ tôi hãy tay tôi ra. Chúng mày bây giờ đâu có còn là con tao, cháu tao nữa. Ấy thế là mẹ tôi đi biệt cho đến 8 giờ tối mới về. Mẹ tôi về thì đến lượt tôi đi. Tôi muốn ở nhà mà không thể ở nhà được. Tôi bị thuốc phiện hành hạ dữ quá. Chưa được khúc, tôi thấy mệt lạ. Trong xương như có giòi bò đục, đứng không yên, ngồi không yên. Tôi bảo mẹ tôi ngồi đấy với bà Phán, rồi tôi lẻn xuống nhà dưới, đi thẳng đến nhà thằng Pháo. 10 giờ tôi mới về, tôi vẫn thấy mẹ tôi và bà Phán ngồi đấy, nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Tôi nhìn cái điệu bộ bà Phán thì biết bà khinh mẹ tôi lắm, mà mẹ tôi đối với bà hình như cũng thẹn. Bà Phán thấy tôi về liền bảo: "Tôi tưởng cậu lại đi chơi nữa, tôi chờ cậu về để đi về đây." Bà Phán hất hàm chào mẹ tôi rồi đi ra. Khi tôi tiễn bà đến ngoài cửa thì bà hỏi tôi: "Tôi nghe người ta nói cậu cờ bạc nợ nhiều lắm, có phải không?" Tôi chối ngoay ngoậy. Vì vợ đẻ, tôi phải ở nhà hết 7 hôm không đi đánh bạc. Chỉ buổi tối tôi đi hút độ một vài giờ. Vì tôi không đi đánh bạc, không có tiền để giật món nọ bỏ món kia, nên các chủ nợ kéo đến nhà đòi dữ quá. Những chỗ tử tế tôi khất được, nhưng có cái 50 đồng bạc của con mẹ Hai Thìn, tôi khất xả hàm, nó cũng không nghe. Rồi nó toan túm áo tôi làm dữ. Vừa lúc ấy thì mẹ vợ tôi đến. Nó liền phân vua: "Ông bảo rồi, ông xin cụ trả tôi thì cụ kia, ông xin đi. Tôi không thể để cho ông chịu nữa. Chỗ người nhớn tôi nể ông, nể cụ, mà ông chẳng biết nể tôi. Thế nào, ông có định trả tôi hay không thì ông bảo." Mụ Hai Thìn định rêu rao để cho mẹ vợ tôi bẻ mặt phải trả cho nó, chứ nó đã biết tôi không thể trả được rồi. Mẹ vợ tôi thấy nó lôi kéo tôi liền quát: "Đừng có láo nào, chỉ có buông ông Phán ra rồi đâu có đấy." Lời nhà giàu mạnh thực, mụ Hai Thìn buông tôi ra rồi xin lỗi mẹ vợ tôi: "Thưa cụ, chúng con không muốn làm chi thế, nhưng vốn vốn của chúng con chỉ có bấy nhiêu. Ông Phán bảo giật tạm 3 hôm thì trả, mà nay đã hơn 5 tháng rồi." Nó nói xong khóc bù lu bù loa. Mụ Hai Thìn còn đang rắc rối thì con mẹ Cai Cam đã lù lù tiến vào. Tôi không nợ mụ này nên tôi có quyền gắt: "Đi đâu? Hỏi cái gì?" Thấy tôi sừng sộ, nó cũng sừng sộ: "Tôi hỏi cụ, làm cái gì mà ông sững cồ với tôi?" "Hỏi gì cụ?" "Tôi hỏi nợ chứ tôi hỏi gì. Cụ vay tôi 3 đồng, hẹn đến chiều trả mà nay đã quá 100 chiều rồi." Thẹn tôi phát cáu: "Bà tôi nợ nần, tôi không biết, cút đi." Bị tôi mắng, nó nổi sung: "Tôi không cút, tôi ngồi đây chờ cụ về tôi đòi. Bao giờ cái nhà này không phải là nhà cụ thì tôi mới đi." Nó nói xong cương quyết ngồi xuống đất. Tôi bẽ mặt với mẹ vợ tôi quá, tôi toan tác thì mẹ vợ tôi đã can: "Sao cậu lại thế? Cụ có nợ thì người ta mới dám đến đòi, sao cậu lại định đánh người ta? Nhà chị kia chị phải có phép, nợ trả bằng nợ, chị đừng có láo. Có phải cụ nhà nợ 3 đồng thì đây, tôi cho cậu để trả cho cụ." Mẹ vợ tôi móc túi lấy 3 đồng đưa cho mụ Cai Cam, rồi không bỏ lỡ một dịp tốt để mạt sát mẹ tôi: "Nợ người ta không trả, để cho người ta đến nhà réo rốc, thật là bêu."
Mụ Cai Cam được tiền rồi, cảm ơn mẹ vợ tôi rối rít. Thôi, con bác hai, bác cứ về đi. Cậu ấy nợ bao nhiêu cậu ấy không trả được, đã có tôi. Thưa cụ, ông Phán nợ của con đã lâu lắm rồi. Lúc ông Phán... Thế tôi đã trả chị bao nhiêu là lãi? Ông trả một vài đồng, tôi tiêu hết. Tôi cho ông vay, không lấy lãi thì lấy gì? Thôi, tôi biết. Chị cứ về đi, rồi đâu có đấy. Mẹ vợ tôi nói xong, hầm hầm lên gác. Vì vợ tôi non nớt, nên mẹ vợ tôi sợ vợ tôi buồn, không dám nói cho vợ tôi biết. Mẹ tôi sai vú em, con Sen thu xếp quần áo cho vợ tôi, rồi đón cả hai mẹ con về nhà mình. Nó không thể ở đây được, những cảnh bêu riếu ấy mà đến tai nó thì nó chết mất. Tôi không dám cản, đành phải nghe nhời. Nói cho chí tình ra, lúc ấy tôi nợ nần nhiều quá. Tôi cũng không muốn cho vợ tôi ở nhà để nhìn thấy những cảnh nhục nhã của mẹ con tôi. Vợ tôi đi rồi thì từ đấy tôi lại đâu đóng đấy. Tôi lại chơi bạc, lại thuốc sái. Những hôm được bạc, tôi đi hát, mặc cho công nợ réo rốc. Có khi 5-6 hôm tôi không gặp mặt mẹ tôi, nhưng ngày nào tôi cũng lại thăm vợ con tôi một lần. Thằng bé được một tháng trông đã hay hay, không còn là một cục thịt đỏ hỏn như trước nữa. Lắm lúc nắm tay con, tôi thấy hối hận rưng rưng nước mắt. Nhưng tôi đã quá trụy lạc rồi, không còn có thể quay đầu về con đường sáng được nữa. Tôi chỉ hối hận trong mấy phút, rồi khi ở nhà bố mẹ vợ ra, tôi lại đi theo các cuộc vui. Tôi lăn vào những cuộc vui để ngày nào cũng được say sưa, cho mình không còn thì giờ mà nhìn mình nữa. Nhà tôi từ khi vợ tôi đi thì lại như cái nhà mồ. Lắm lúc về đến nhà tôi thấy lạnh lẽo quá. Tôi ăn vội ăn vàng rồi lại đi ngay. Đi ngay để khỏi phải nhìn. Mẹ tôi cũng thế. Tôi mỗi ngày mỗi túng, mà mẹ tôi cũng mỗi ngày nợ nần thêm mãi lên. Khách nợ đến nhà suốt ngày. Tôi phải trốn, mà mẹ tôi cũng phải trốn. Túng phải tính, tôi đem bán cái xe nhà của vợ tôi mua. Nhưng vô phúc cho tôi lại bán cho cụ Thừa Bạch, là người vẫn có hiềm thù với nhà bố mẹ vợ tôi. Từ khi tôi bán xe cho cụ thì ngày nào cụ cũng cho thằng xe nhà cụ kéo qua nhà bố mẹ vợ tôi, cho bố mẹ vợ tôi trông thấy để trêu tức. Vợ tôi nghe tin tôi bán xe nhất định đòi tự tử. Mẹ vợ tôi phải dỗ dành mãi, vợ tôi mới thôi. Thế này thì thật là đủ hết các thứ nhục nhã. Mẹ vợ tôi vừa nghiến răng mắng tôi, vừa xỉa tiền cho tôi đem chuộc. Nhưng nào tôi có chuộc, số tiền ấy một nửa tôi trả nợ, còn một nửa thì tôi đem nướng vào sòng bạc. Rồi tôi trốn luôn, không đến nhà vợ tôi trong 7 ngày. Ông anh rể tôi ra tận tòa tóm cổ tôi về, rồi cùng đi chuộc xe với tôi. Sự chơi bời bê tha của tôi cả tỉnh Bắc Giang biết. Là một nhà giàu, bố mẹ vợ tôi có rất nhiều kẻ thù ghen ghét. Họ bàn ra nói vào, những lời bàn ấy một hôm đến tai ông bà Phán. Ông bà ấy chết điếng, nhưng nó rất có lợi cho tôi. Một hôm ông Phán cho gọi tôi đến. Cậu nợ nần bao nhiêu? Những ai? Nói hết cả ra, tôi cho mà trả. Chứ để như thế, điều tiếng chẳng ra thế nào. Tôi cho cậu rồi thì cậu phải nên chừa đi, đừng chơi bời nữa. Mình chẳng gì cũng là ông nọ ông kia trong hàng tỉnh, cậu phải nên nghĩ về sau. Câu khuyên ấy làm cho tôi thấy cả một mỉa mai chua chát của số mệnh. Xưa kia vì tôi nghĩ về sau, cho nên tôi mới cố cày cục lấy cho được một cô vợ giàu để khiến cho ngày nay. Tôi muốn nghĩ về sau cũng không thể nghĩ được nữa. Tôi đã mắc nghiện, mẹ tôi đã bê tha, tình mẫu tử cũng đã tan, tình vợ chồng cũng đã hết. Nhân cách tôi đã mất, sức khỏe tôi đã kiệt. Nghĩ về sau để làm cái gì? Nghe ông Phán nói thế, tôi liền nghĩ ngay đến cách làm tiền. Tôi tính mẩm thì tôi nợ đến gần 1.000. Nhưng món tiền to như thế, bố vợ tôi là người rất hà tiện, không có thể cho. Chứ một vài trăm thì có thể cho ngay. Tôi liền làm bộ tính toán một lúc lâu, rồi tôi bảo bố vợ tôi. Nếu thầy thương con, cho con tiền trả hết công nợ, thì con xin thề từ nay không bao giờ chơi bời nữa. Thầy cứu con như thế thì cái công ơn của thầy một đời con không quên. Nhưng cậu nợ bao nhiêu chứ? Con nợ vào khoảng 300. 300 đồng ấy cũng như tiền chuộc xe. Một nửa tôi trả những món nợ cần, còn một nửa tôi đem hiến thần cờ bạc.
Tôi cũng đào mỏ được ít nhiều, nhưng không phải để sướng vào thân, mà để đem hiến cho những tật xấu mà sự chủ tâm đào mỏ của tôi đã gây nên cho tôi. Tôi tự biết rằng đời tôi sẽ hỏng, sẽ rạc rầy, nhưng tôi cứ nhắm mắt lại mà chơi, để quên sự rạc rầy khổ ải. Nó đang chờ tôi ở đầu đường kia. Không phải không có những phút giác ngộ nó đến cho cuộc đời trụy lạc của tôi, nhưng chúng đến một cách không lâu bền. Và cái sức của chúng tuy rất mãnh liệt, nhưng sự tấn công vào linh hồn tôi không được liên hồi kế tiếp. Tôi đứng vào một cảnh ngộ éo le như con đê đã núng, nước lũ chảy xiết tứ bề, cừ đầu này thì thẩm lậu đầu kia. Thành thử sức người tuy cố, nhưng rút cuộc rồi cũng đến phải vỡ. Cốc rượu nhục nhằn tôi đã uống cho tới cạn, nhưng đừng bảo thế là tôi không còn biết cái gì là nhục nữa. Tôi biết, tôi vẫn biết mà tôi vẫn để cho người làm nhục, hay mình lại vẫn tự làm những việc nhục nhã cho mình. Ở bên trong vẫn còn một tiếng lòng nó nổi dậy, mạt xác tôi thầm tệ. Là con một người mẹ như thế, ít nhất trong người tôi cũng còn sót lại một cái gì. Nhưng không may cho tôi chẳng có một người thân yêu để tiếp nghị lực cho mình trong cuộc phản động với những thói quen khốc liệt. Tôi có vợ, tôi có mẹ, nhưng vợ tôi và mẹ tôi đối với tôi là những kẻ thù. Vợ tôi khinh tôi là phường đào mỏ, mẹ tôi thì oán tôi đã làm đau đớn tuổi già. Mẹ tôi lại càng oán tôi khi thấy vì tôi mà ngài cứ phải bước sâu vào con đường cờ bạc bê tha. Tôi tin chắc rằng ở trong lòng mẹ tôi cũng có nhiều phút giác ngộ, nhưng nhìn xung quanh thấy hoàn cảnh đã như một chiếc nhà mà cột cái cột con đều siêu vẹo, không còn hy vọng gì chống chọi được với cơn gió cả. Mẹ tôi lại lăn vào bàn trắng để quên, càng thấy mình phải hạ thấp bao nhiêu, mẹ tôi càng oán giận tôi bấy nhiêu. Tôi thuộc vào hạng người yếu, chỉ có thể theo con đường người ta đã vạch sẵn cho mình, chứ không thể tự mình vạch lấy con đường để đi. Nhắc lại những phút giác ngộ của tôi và những ước mong của tôi, những ước mong thôi chứ tôi chẳng có một ý định gì. Thật là nhắc lại cả một lịch sử bẩn thỉu của yếu hèn. Tôi ước mong giá mẹ tôi hồi tâm lại thương tôi, rồi ngài dùng cái oai quyền làm mẹ mà tôi vẫn kính trọng, bắt buộc tôi phải thôi cờ bạc, thôi hút sách, rồi thì công nợ ta trả dần. Tôi ước mong giá vợ tôi thấu nỗi đau đớn, tấm lòng muốn cải thiện của tôi mà giả hết công nợ cho tôi, rồi giữ riệt tôi ở nhà, bắt tôi chừa thuốc phiện. Tôi nhờ cậy cả ở như sức người mà không biết nhờ cậy ở như sức mình. Cái lẽ ấy rất dễ hiểu. Tôi tự xét thấy mình là một người bỏ đi rồi. Tôi cam nhận là một con zero rồi, biết chắc chắn mình là một con zero rồi. Đừng tưởng thế mà tôi không biết khinh tôi. Tôi khinh tôi thậm tệ. Tôi lăn vào nanh vuốt thần độ bát. Tôi lăn vào cánh tay ả phù dung để ru cái tiếng lòng thống mạ, cũng như cái thằng nhát gan đi qua nghĩa địa hét to lên để khỏi phải nghe tiếng đập sợ hãi của con tim. Bây giờ tôi mới biết thiếp phục và rõ cái công ân của những người vợ. Chồng đi hát thì xuống tận nhà hát tóm cổ lôi về, mà chồng đi đánh bạc thì đến tận sòng bạc chửi vung tàn tán lên. Đối với một con người như tôi, chỉ có thể đóng cái địa vị số 2, chỉ có thể theo con đường người ta đã vạch sẵn. Không đủ bản lĩnh để tự vạch lấy một con đường đi thì không còn cách gì dịu hơn. Giá tôi mà gặp một người vợ nanh nọc thì tuy tôi phải sống hèn yếu dưới một bóng cây tùng, nhưng đời tôi sẽ không đến nỗi trụy lạc như thế này. Tôi không trách những người đàn bà vũ phu, hễ chồng lẻn đi chơi bời là lùng cho kỳ được, làm cho bêu xấu bêu hổ. Từ khi tôi biết xét rõ tôi, với một thằng chồng không có bản lĩnh, chơi rồi bê tha, mất cả nhân cách, không còn có thể tự chủ, thì cho nó xấu một tí lúc ấy, để tránh những cái xấu và những cái hại sau này. Chẳng qua cũng là trong hai cái thứ đau đớn, chọn lấy cái đau đớn ít nhất đó thôi. Nói thế không phải tôi nghĩ rằng đàn bà cần phải nanh nọc cả. Lấy những ông chồng thì dù muốn nanh nọc cũng không dám. Cái bản lĩnh cứng rắn của người đàn ông đã chế ngự và làm cho người đàn bà thuyết phục rồi. Còn lấy phải những thằng chồng hèn thì cái sự phải dắt một cách mạnh mẽ như ông giáo dắt một đứa bé con là cần. Muốn biết giá trị một người đàn ông
không gì màu nhiệm bằng cách cân nhắc tấm lòng kính trọng của vợ y đối với y. Trong xã hội mà sự xét người còn bị ảnh hưởng bởi những cái mặt nạ, bởi những thành kiến, bởi những cái bám vào người, người ta xét nhau còn có khi nhầm. Chứ ở chốn phòng khuê mà bao nhiêu mặt nạ đều phải rơi xuống, bao nhiêu thành kiến đều phải bị tan vỡ trước sự thân mật của xác thịt. Một người đàn bà có ít chút trác kiến không bao giờ xét nhầm chồng cả. Cho nên những người đàn bà đã phải buộc lòng không thể nghĩ đến chỗ xấu chàng hổ ai, chỉ đáng thương. Đáng khinh là thằng đàn ông yếu hèn đã không biết tự dắt, phải nhờ tay một người khác dắt. Đối với dư luận nông nổi, họ là một người đàn bà lăng loàn. Nhưng đối với gia đình, họ là một phúc tinh cứu khổ, cứu nạn. Còn đối với người chồng, họ là bà thần hộ mệnh. Đối với hạng chồng ngựa, không đóng hàm thiết thì nó chạy quàng, chạy xiên. Thì âu là đóng hàm thiết để cho nó phải chịu tiếng con vật, còn hơn thả lỏng cho nó để rồi nó chạy lao xuống vực. Người ta không phải một lúc có thể bỏ chồng. Sự giữ riệt ở xó nhà đối với những thằng chồng hèn yếu là cần. Nếu tôi gặp được một người đàn bà già tay, lại biết nghĩ rằng ván đã đóng thuyền, không có thể một lúc bỏ nhau. Tôi phải nhận rằng vợ tôi có nhiều đức tính, mà cái đức tính đẹp nhất là giàu một lòng danh dự. Nó khiến nàng không thể ép tim yêu một thằng chồng mà nàng đã biết rõ ràng là hèn như tôi. Nếu nàng lấy được một người chồng có bản lĩnh thì nàng đã trở thành một vợ hiền, một dâu thảo. Tôi chỉ phàn nàn và thương nàng nếu trong địa vị tôi có thể dùng chữ thương, chứ tôi không hề bao giờ oán nàng. Nàng là một thanh gươm đã vô phúc lọt vào tay đứa trẻ con. Đứa trẻ con dại dột và vụng về đã tự làm bị thương mình và người chung quanh bằng thanh gươm đáng lẽ một dũng sĩ có thể dùng để làm nhiều việc có ích. Tôi càng yêu càng kính vợ tôi từ khi vợ tôi khinh tôi ra mặt. Vì thế cho nên dù trụy lạc đến đâu, tôi vẫn là con cừu non trước mặt nàng. Vợ tôi ở đằng nhà ông bà Phán được hơn 3 tháng thì ông bà Phán bắt vợ tôi phải về nhà. Ông bà Nhạc tôi sở dĩ buộc lòng phải bắt vợ tôi về là vì trong tỉnh người ta bàn tán xôn xao lắm. Vợ tôi về ở nhà đã 3 hôm, tôi cũng không hay. Vì đã ít lâu nay, cứ buổi chiều ở tòa ra, tôi đi đánh bạc và đi hút suốt đêm. Ngày thứ 4, thằng xe đem ra tòa cho tôi một phong thư của vợ tôi, chỉ còn lọn có mấy chữ: "Đồ mặt dày, không về nhà, cứ đi lang thang định để bêu xấu con đấy phải không? Bêu xấu tôi còn chưa chán ư?" Đọc bức thư tôi cũng thản nhiên. Thản nhiên đối với con, thản nhiên đối với cái thái độ khinh bỉ của vợ. Cái việc đầu tiên của tôi khi ở tòa ra là đến thẳng nhà thằng Pháo để hút thuốc phiện. Bây giờ tôi đã cần phải hút cả buổi trưa rồi. Nhưng rủi cho tôi thằng Pháo đi vắng, mà tôi thì không có sẵn tiền ở trong túi để đi hút chỗ khác. Vì bị thuốc phiện hành hạ, ruột tôi sôi, mắt tôi mờ. Tôi không nhìn thấy một sự nhượng bộ của vợ tôi ở chỗ bế con ngồi chờ cơm tôi. Và khi tôi bước vào nhà thì hỏi tôi trước: "Người thế thì thôi, vợ con không thèm đói hoài gì cả." Vợ tôi nói xong khóc nức nở. Không biết giả nhờ ra sao, tôi tiến lại bế con. Thằng bé bụ sữa trông kháu lắm. Nhưng lúc ấy chân tay tôi rời rạc, thần trí tôi tán loạn, còn biết đâu con mình là một vật đáng yêu nữa. Tôi ôm nó vào lòng hôn qua loa mấy cái, rồi tôi ngồi ngẩn ra đấy cũng chẳng để ý gì đến sự vợ tôi đang nhìn vào tôi trừng trừng. Con sen bưng canh lên, tôi đưa thằng Phương cho con vú, rồi cứ để nguyên mũ như thế ngồi ăn. Bữa ăn lặng lẽ, chỉ lâu lâu điểm những tiếng thở dài của vợ tôi, khiến tôi vừa buồn, vừa thẹn, vừa khó chịu. Tôi và vội vàng 2 bát rồi tôi đứng dậy. Tôi còn thiết gì đến ăn. Cả thần trí tôi chạy về với cái bàn đèn có những hương vị thơm tho mà mỗi lần hình dung thấy, tôi lại như người tự bấm vào cái lò xo điện để cho nó giật mình co rúm cơ thể. Lúc ấy con tôi cũng chẳng thiết, vợ tôi cũng chẳng thiết, cái mộng ô tô, nhà lầu tôi cũng chẳng thiết. Tôi chỉ thiết hút, hút ngay. Tôi chỉ băn khoăn chạy sao được đồng bạc hay cùng lắm 3 hào để cho đủ bữa thuốc trưa. Rửa mặt xong, tôi cấp mũ toan đi thì vợ tôi giữ lại: "Hẳn lên gác tôi bảo đã." "Bảo gì thì bảo ngay đi, tôi còn có việc cần." Câu ấy làm cho vợ tôi kinh ngạc,
vì xưa nay tôi không bao giờ dám trái ý vợ tôi cả. Vợ tôi trố mắt nhìn tôi một khắc, rồi xông đến cầm mũ tôi ném xuống đất. À, có phải bây giờ cậu nghĩ tôi có con thì tôi phải cần cậu, chứ cậu không phải cần tôi nữa, phải không? Tôi chưa biết giả nhời ra sao thì vợ tôi đã lại nói tiếp. Tôi nói cho cậu biết, cậu tôi cũng không cần, mà con tôi cũng không cần đâu. Vợ tôi nói xong vùng vằng đi ra cửa gọi xe về nhà bố mẹ. Thôi thế bao nhiêu sự nhượng bộ, bao nhiêu điều hiểu nhau, thương nhau có thể gây ra bởi đứa con đều tiêu tan cả. Lòng tự ái của vợ tôi nổi dậy do một điều nghĩ sai lầm, đã đào cái vực đã sâu giữa chúng tôi càng thêm sâu. Vợ tôi không thể đi một bước lại tôi thì đã đi nhiều bước, những người ta không giơ tay ra đón lấy nên tôi cũng không dám làm lại một lần nữa. Vợ tôi đi rồi, tôi đứng ngẩn ra một lát, rồi tôi nhìn khắp chung quanh nhà, đầu choáng choáng bởi bao nhiêu ý nghĩ đau xót. Rồi phục, tôi nhìn thấy cái ví tiền vợ tôi để ở trên sập mà trong lúc giận dữ vợ tôi đã không nghĩ tới. Nhìn thấy chiếc ví, tôi liền hết choáng váng. Tôi nghĩ đến những điếu thuốc thơm phức mà cái ví kia có thể mang lại cho tôi. Tôi mở ví thấy có hơn 40, tôi lấy cả, rồi tôi vội vàng đi ra, chỉ lo ngay ngáy vợ tôi quay về. Đến cửa con Vũ em bảo tôi, thì cậu hẳn hôn anh đi cái đã. Tôi cúi đầu hít má nó, thì liền bị nó nắm tóc. Tôi sợ vợ tôi có thể quay lại vội vàng dằn ra để đi. Tôi dằn mạnh quá khiến thằng bé phải khóc, con Phú em phải lấy làm lạ. Ô kìa, cậu làm một xít nữa anh ngã. Tối hôm ấy 3 giờ sáng tôi mới về, sau khi đã thua sạch món tiền nhưng cũng đã được hút một bữa rất say. Tôi về nhà với một mùi thuốc phiện nồng nặc. Vợ tôi vẫn chưa ngủ, còn trong đèn xem tiểu thuyết. Tôi thay áo, tôi lại hôn con. Vợ tôi cũng cứ điềm nhiên xem, coi như không có tôi ở trong buồng. Nhưng đến khi tôi mon men lại giường toan nằm thì vợ tôi liền đạp mạnh vào người tôi một cái. Cút đi, đồ ăn cắp, không cho nằm đây. Đạp mặt, tôi cũng cứ trèo lên. Lúc ấy cơ thể tôi đã mỏi dần, tôi chỉ cần có một chỗ để ngủ. Tôi vừa đặt mình nằm xuống thì vợ tôi vùng dậy. Cậu đã hút thuốc phiện phải không? Tôi chối. Không mà làm sao mùi thuốc phiện sặc lên thế? Cậu nghiện rồi phải không? Tôi lại chối. Thế tiền của tôi cậu lấy để làm gì? Tôi lặng im. Vợ tôi nổi sung, nắm lấy áo tôi lắc lấy lắc để. Cậu lấy làm gì? Cậu phải nói ngay. Lúc ấy tôi chỉ còn là một cái xác người, không có một chút nghị lực, cả cái nghị lực để nói dối nữa. Tôi chắp tay vái vợ tôi. Thôi tôi mệt quá, tôi lại mở để yên cho tôi ngủ. Giọng nói câu vang. Thứ nhất, cái vẻ mặt khốn đốn của tôi lúc ấy hình như làm cho vợ tôi thương hại. Vợ tôi buông tay rồi bảo, cậu thử xem sự chơi bời đưa cậu đến đâu. Cậu thử soi gương xem mặt bây giờ có như ma không. Đời tôi biết rằng rồi đây sẽ tan vỡ. Tôi còn chẳng cần, tôi quan tâm gì đến cái vẻ mặt như ma. Từ mai cậu không được đi đâu nữa. Tôi cấm cậu từ giờ không được đi đâu nữa. Vợ tôi muốn gì tôi đều hứa hết, hứa để cho được yên thân, chứ tôi đã biết chắc không thể sao giữ được lời hứa. Vợ tôi còn nói những gì tôi cũng chẳng biết, vì tôi đã ngủ thiếp đi. Nhưng 6 giờ sáng lúc tôi bừng mắt dậy thì không hiểu sao tôi đã thấy chúng tôi ôm lấy nhau. Tôi vẫn băn khoăn tự hỏi mãi, sao một đôi vợ chồng đã coi nhau như quân hằn quân thù mà còn có thể gần nhau về xác thịt. Thì ra bây giờ tôi mới rõ ông trời đã đặt vào sự trường cửu của loài người những sức cám dỗ không ngờ. Sức cám dỗ ấy phải mạnh lắm mới thắng nổi tấm lòng ghê tởm của vợ tôi đối với tôi. Máy âm dương nó cai trị xác thịt, không bao giờ bị bận rộn bởi những rối loạn của tâm hồn. Sau sự chung đụng xác thịt ấy, tôi thấy vợ chồng như đã gần nhau được thêm một chút. Giá tôi không bị mắc nghiện, giá tôi không mê cờ bạc, giá tôi không bị công nợ bo biếu, nó cứ bắt tôi phải tìm thiên phương bách kế để xoay cho ra tiền, thì may ra tương lai cũng có thể vãn hồi lại. Nhưng bây giờ đã quá lắm rồi. Dù tôi muốn ở nhà, dù tôi muốn làm một người cha tốt, chồng tốt, thuốc phiện và công nợ cũng chẳng để yên cho tôi làm. Khi ở nhà và khi đã no thuốc phiện, tôi hứa đủ mọi điều với vợ tôi. Nhưng hứa để mà không giữ
để làm cho vợ tôi càng ngày càng ngờ vực, khinh bỉ tôi thêm lên. Buổi trưa ở tòa ra, tôi đi hút đến hơn 12 giờ mới về. Còn buổi tối cơm xong, tôi đi ngay. Sớm lắm thì cũng 12 giờ đêm mới về. Một tháng đầu vợ tôi rầy la ghê lắm, nhưng mãi rồi cũng quen, vợ tôi mặc kệ. Sự trác táng và thứ nhất sự rối loạn về tinh thần đã làm cho cái cơ thể cường tráng của tôi chỉ còn là một bộ xương. Một hôm mẹ tôi đi vắng đã gần tuần lễ về, trông thấy tôi vội rú lên: "Cậu làm sao thế?" Mẹ tôi hỏi tôi giữa lúc một người chủ nợ đến đòi tiền vừa ra khỏi. Tôi đang bị bối rối nên tôi không nhận rõ thấy cái dòng sợ hãi gây ra bởi lòng thương con của mẹ tôi. Thành ra tôi trả nhời hơi sẵn: "Không, tôi có làm sao đâu. Bà đi đâu mấy hôm nay mới về?" Cái giọng sẵn làm cho mẹ tôi giận: "Tao đi đâu thì đứa nào có quyền hỏi tao?" Tôi vội vàng nói ngọt. Những câu nói ngọt lúc ấy đã không còn công hiệu nữa. "Không, con hỏi thế cho biết chứ con có dám nói gì đâu. Con sợ mẹ cứ đi thế người ta cười con." Mẹ tôi trừng mắt rồi cười gằn: "Mày cũng sợ người ta cười cơ à? Mày cũng còn biết nghĩ đến mẹ cơ à? Tao tưởng mày chỉ có một mẹ mày ở trên gác." Tôi không dám nói gì nữa. Mà từ đấy mẹ tôi muốn ở, muốn đi, muốn về lúc nào tôi cũng không dám hỏi nữa. Lúc nào mẹ tôi cần tiền hỏi, có thì tôi đưa, không có tôi đi vay. Tôi biết mẹ tôi bê tha cờ bạc, mà tôi cũng không dám động chạm đến, bởi sự bê tha của mẹ tôi là tự tôi gây nên. Mẹ tôi đối với vợ tôi từ đấy thật là như người dưng. Không bao giờ hai mẹ con nói với nhau một câu. Không bao giờ mẹ tôi bước chân lên đến gác. Nhớ cháu thì mẹ tôi bảo con Vú bế xuống, nâng niu một lúc rồi lại đi. Chớ cũng chẳng bao giờ mẹ tôi ở nhà lâu. Mẹ tôi không muốn trông thấy cái cảnh chướng tai gai mắt ở trong nhà cũng có. Mẹ tôi mê cờ bạc cũng có. Lòng tôi yêu vợ tôi, sợ vợ tôi có thể thắng nổi lòng mê cờ bạc, nhưng nó không thể nào thắng nổi hạch sách của thuốc phiện. Tôi vốn đã yếu, đã hèn, thuốc phiện lại càng làm cho tôi yếu hèn thêm. Miễn làm thế nào cho có hút, hút cho hả cơn nghiện lúc ấy, rồi sau muốn ra sao thì ra. Giả tôi có thể ở nhà thì lâu dần vợ tôi cũng hồi tâm, nghĩ đến tương lai của con mà giả nợ cho tôi, để cho gia cảnh được êm đẹp. Nhưng tôi không thể ở nhà, trồng các thứ chơi buộc người. Có thuốc phiện là ghê gớm nhất, mà cũng không có thứ chơi nào phá phách cơ thể chống bằng nó. Nhiều khi soi gương tôi đã nhận thấy ở trên mặt những di tích tàn phá của móng vuốt nó. Môi tôi đã hơi thâm, da tôi đã hơi xanh, mắt tôi viền một quãng đen. Trước cái thân hình tiều tụy, nhiều lúc tôi cũng bùi ngùi nhớ tới hình ảnh một thiếu niên vạm vỡ, mắt đầy những ánh sáng hy vọng là tôi xưa kia. Nhưng nhớ tới chẳng qua chỉ để tiếc thương đau xót, chứ có phải để nghĩ cách làm lại cuộc đời đâu. Tôi làm gì có đủ sức mạnh tinh thần để tấn công với những ma quái nó kéo đến vây bọc tứ phía. Nói cho đúng ra cũng có một lần tôi hối quá, tôi uống thuốc chừa. Nhưng chừa thuốc phiện nào có phải là một chuyện dễ và vui thích như khi mắc nghiện. Phải có tiền, phải có thì giờ, phải không có những việc lo nghĩ khác, lại phải có một người thân yêu coi sóc cho mình. Tôi nảy ra cái ý định chừa thuốc phiện giữa trưa một hôm chủ nhật. Tôi ở nhà thằng Pháo hút no say về, đến nhà chẳng thấy một ai. Lên đến gác thì thấy con đang khóc the thé ở trong giường. Thấy thằng bé cái mồm méo xệch, đít dây be bét những phân, tôi vụt nhận thấy tôi là một thằng cha khốn nạn. Vì tôi hư hỏng, vợ tôi chán ghét nên ngày nào cũng về nhà bố mẹ. Vì tôi bất hiếu, mẹ tôi chán ghét nên suốt ngày rong chơi cờ bạc. Thành ra con tôi mới không có ai trông nom phó mặc cho con Vú. Tôi bế con dậy lau rửa cho con, rồi tôi ôm con vào lòng khóc rưng rức. Lúc ấy tôi thấy tôi nhờ một tình phụ tử thiêng liêng, nó có thể đủ sức mạnh làm bất cứ một việc gì. Nhìn lên khuôn mặt thơ ngây của trẻ, nó đòi yêu thương, nó đòi che chở. Tôi nhìn thấy cả một kế hoạch để làm lại cuộc đời. Miễn hẳn chừa cho được thuốc phiện để ở nhà với con, rồi công nợ giả dần, chẳng ai bắt bò mình được. Tôi dở một tờ báo cũ, tôi đọc khắp một lượt những quảng cáo về thuốc giới yên.
Trước khi ra phố để mua thuốc, tôi quỳ xuống đầu giường con tôi để xin lỗi. Rồi tôi giơ tay thề, thế nào cũng phải chừa cho được thuốc phiện. Đêm hôm ấy, ăn cơm xong, tôi uống thuốc, rồi ôm con lên giường nằm với một ý định cương quyết. Thà chết ngay ở bên cạnh con, chứ không bao giờ ngậm đến cái dọc tẩu nữa. 9 giờ đêm lúc thuốc phiện bắt đầu hành hạ tôi, và tôi bắt đầu lên cơn sốt, thì vợ tôi về. Vợ tôi thấy tôi nằm nhà, liền cười khẩy. Ngoan nhỉ, hôm nay không đi chơi đâu à, nhà sắp có phúc rồi đấy. Mở màn, thấy tôi đương ôm con, vợ tôi liền bế thốc nó ra. Ôm nó hơi thuốc phiện bám vào, không ai chịu được. Lúc ấy trong lòng tôi đã có một thần tượng, cái thần tượng gây ra bởi lòng thương con. Tôi liền vùng dậy, giằng lấy thằng Phương. Mợ đừng nên khinh bố nó như thế, tôi vì nó mà ở nhà tối hôm nay đấy. Ai cần cậu thương nó, cậu hẳn thương lấy cậu. Sao mợ nỡ thế? Sức phản động của tinh thần chỉ đưa tôi đi được đến đấy, rồi tôi bị cơn sốt làm cho mê đi. Nhưng mê không lâu, người đang nóng rực, tôi bỗng thấy lạnh buốt, tưởng chừng như xương tủy và ruột gan mình biến thành nước đá cả. Hết tập 4. Còn tiếp.